Olympus Mons là ngọn núi lửa cao và trẻ nhất trong số các núi lửa lớn trên sao Hỏa, được hình thành vào thời kỳ Amazonia và được các nhà thiên văn học phát hiện từ cuối thế kỷ 19 dựa trên sự phản chiếu của nó. Olympus là núi lửa hình khiên, cao 25 km, gấp 3 lần đỉnh Everest của trái đất và có đường kính 624 km, được hình thành trên sao Hỏa qua hàng tỷ năm. Đây là ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời. Núi lửa nằm ở tọa độ 18,4 độ vĩ độ Bắc và 226 độ kinh độ Đông. Có nhiều hố thiên thạch ở trên ngọn núi này cũng như bên trong. Hố thiên thạch lớn là Kazot có đường kính 15,6 km và hố Pangbochi có đường kính 10,4 km. Bây giờ, máy bay trực thăng Ingenuity của robot tự hành Perseverance sẽ đưa các bạn đi khám phá vòng quanh ngọn núi Olympus này.